Chào các bạn, chúc các bạn một buổi sáng vui khỏe và một ngày thật là an lành. Sáng nay là sáng thứ bảy, ngày 28 của tháng 10. Mời các bạn cùng ngắm vườn hoa súng của mình khi nắng mới lên. Sáng nay thấy có nắng, giờ chưa thấy hoa nở đẹp. Mình mời các bạn cùng ngắm với mình. Nở đẹp nhưng mà nở không giống như trời mùa nắng đâu các bạn nhé. Hơi dừng dừng thôi, không thẳng cánh được. Hoa nhiều lắm các bạn. Thì qua clip này các bạn nào thích thì cứ trồng đi. Rất là dễ chịu, không đòi hỏi là mình phải chăm mỗi ngày, không cần tưới nước mỗi ngày. Rất là dễ chịu luôn. Và có hoa ngậm hoa vậy à. Mình nghĩ các bạn mà trồng là còn đẹp hơn của mình nữa đó, là vì mình bà già mà, đàn bà trồng thì làm sao mà khéo được. Mình không có ai hép, mình thích thì mình trồng mà trồng theo ý của mình thôi. Mới đây cũng thấm thoát là được 25 năm rồi đấy các bạn. Hoa nở về đêm đấy các bạn này. Nụ nó to lắm, nó nở hôm qua tan một cái rồi nè. Và đây con nụ nữa đây các bạn. Hoa trồng này nụ nhiều lắm các bạn ơi. Hồi nãy thì đứng đâu kia nhìn tới đâu này. Thế chứ mình đứng đâu này mình nhìn tới đâu. Đâu kia các bạn thấy mình zoom to ra đó, mình thích lắm các bạn ơi. Và chỉ là qua góc này, góc này hồ sen á, trước hồ sen mình có để một dãy cho các bạn, thấy dễ thương không nè. Chậu có hoa cũng giống như chậu không có hoa, có nụ. Mình cũng quay hết để các bạn ngắm vườn súng của mình. Một màu xanh rất là đẹp. Và hoa rất là đẹp nha các bạn. Được việc đường thì hoang việc già, ngày nào mình cũng đi hết. Thành chí mình không có chăm sóc lắm đây mà hoa cũng đẹp đi ra các bạn. Còn đâu xa thì là vườn cây ăn trái của mình. Ở đây là hồ sen. Vậy là hoa súng của mình để quanh như vậy để lỡ chó của con mình nó xuống, nó nhiều khi nó chạy quá trớn nó rớt xuống sao, thành mình phải để như vậy đó. Thôi rửa là hết rồi, thôi mình cũng dừng clip tại đây nha. Chào các bạn nha, bye.